Cái gì cầm tay đấy? Hải sản. Sao ra biển này cầm ghim về vậy? Đây là lúc đi rồi, cầm đi cho trẻ con ăn. Là lên thuyền là ăn hải sản. Chị xem là rất hay là đi chơi là hay mua đồ ở nhà đi. Đấy, nhưng mà hôm nay anh Hải cấm. Nên là bị để cái này ở nhà. Là đừng ăn ăn này nữa à? Bởi vì cho này các cháu ăn là không ăn được hải sản. Ở cái thùng 227. Kia bể. Đấy. Bây giờ là đoàn nhà mình bắt đầu là di chuyển này. Về nhà. Các em ăn cái gì? Đi chợ các em toàn gàm đây. Đấy. Hạnh phúc quá nhất, khó là các em không cho em đi chợ mà. Các chị đi mua toàn mua tan chứa vậy. Đi đi còn lại phải ơi. Chị anh à. Đây anh chưa là 3 tuổi. Đây đâu. Là đẻ thôi. À với à với đây đây đây. Hồng Anh với Hải. Tự có hả? Với anh em về để gia đình gia đình các thứ. Thôi à, sang bên anh là phải có quà. Chào à, em đứng ra gọi. Nào 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 đứng. Về về anh đang về nhà. Đi đi bây giờ phải. Quà đứng ra đâu. Lái xe đúng chưa? Đợt chào nay bị xe bố. Lúc có sáng không sáng đèn đều à. Chị Sen chị ngồi xong nhá. Cho okay. Em ngồi trước không okay. uống bia nó đầy. Chị đang muốn lục cân dao xem. Dao gì? Cứ cẩn thận ngã ra. Đây, chú cầm tay rồi. Cháu ngồi trước hay ngồi sau với chú? Ngồi đâu có ngồi đâu. Ok. Thôi tìm gì đấy. Đi 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 thôi mình về thôi. Đi thôi. Đi đây. Vâng ok anh. Nào thôi 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 ngồi lên đùi chú. Không. Cháu đừng dậy. Không cho chú lên ngồi được chưa? Chú hôm nay chú uống bia nên là chú say nên là chú không ngồi được. Này sao chú không ngồi đằng sau đi? Chú say. Chú say rồi. Cảm ơi. Đâu rồi? Ô mà con. Khi Khám muốn ngồi xe kia. Không về đâu hả? Không về đâu hả? Không, con không về đâu. Không về thì ở đấy cho một mình mang nó bắt chết đi. Ơi, sao tôi lại nói em vậy? Ê, ngồi đây. Phải cho em về à? Chi? Chị không về á? Đến một đợt nó đi ăn chơi cả ngày rồi, bây giờ phải anh về. Anh không về. Định hiệu em rồi. Không thì về nữa rồi, chán rồi. Đấy. Chán rồi, không muốn về nữa rồi. Rồi. Về nha. Về nha. Không à? Không vậy cho cảm ơn anh một mình nha. Ở đây luôn mình có ma đấy. Đi vào nướng gà con nha. Ờ, đi nướng gà nhá. Con lên xe toàn mùi bê bê. Ok chưa? Anh cứ để anh Phúc rẽ chưa đi. Ui á, con làm đi được không? Ủa, con làm đi được nhá. Bây giờ mẹ về, giờ là nhà mình đi là hôm nay là mỗi người mất 200 nghìn này, con có tiền trả chưa? Chưa. Chưa. Tại sao mẹ đập lòng của con làm gì? Hôm nay nên là đập lời chị Thối để Thối chị Thối cho em cắm đi chơi. Ý là mẹ đập lời không có tiền giả. Giờ cho em có tiền đâu, mẹ có tiền đâu. Có tiền không, bây giờ phải tiền của con cơ. Bây giờ là như nào, bây giờ là